chợ Nhật Tảo và bên tay trái là sân vận động Thống Nhất. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ ra đường Nguyễn Kim của quận Vĩnh Thanh. Đây là giao lộ Nguyễn Kim và Hoàng Hảo. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Âu Cơ. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về quận 11 và Bà Quẹo, và phía sau lưng chúng ta sẽ đi về quận Tân Bình, quận 12, Hóc Môn, Củ Chi theo trục đường Trường Chinh. Và chúng ta đang ở đây là đầu đường Âu Cơ giao với Trường Chinh. Thì hôm nay em sẵn có việc đi ở khu vực quận 12, quận Tân Bình. Thì trên đường về em quay một số hình ảnh về con đường Âu Cơ để các anh chị và các bạn, nếu mà chúng ta đã từng ở Sài Gòn, từng ở khu vực đường Âu Cơ này, thì chúng ta cũng có một số hình ảnh để mình có thể cập nhật và xem lại. Biết đâu trong những hình ảnh này lại có những cái ký ức của cô chú anh chị. Và nhân đây thì cũng gửi đến tất cả bà con, nếu mà chúng ta có nhu cầu đi đến đường Âu Cơ hay là mình có mua nhà hay thuê nhà gì ở đây, thì mình cũng biết được cái đường xá rồi cũng như hạ tầng ở đây như thế nào ha. Thì ở đây có chợ, nãy em vừa đi ngang cái bảng chợ Võ Thành Trang gì đó, nhưng mà chợ chiều thì hơi vắng. Thì ở đây những ngôi chợ ở đây đa phần chỉ là những ngôi chợ dọc bên đường thôi, không có nhà lồng chợ. Như ở đây chúng ta có cái chợ nữa, đó là chợ Bào Cát. Bào Cát rồi ở quận 5 thì mình có Bào Sen. Ở đây thì chúng ta thấy ngập trời những cái hàng quán san sát nhau. Ở đây rất là tấp nập. Ở đây có người quán bắp. Đây là giao lộ Trần Tấn. Và bầu trời bây giờ đang chuẩn bị mưa. Sài Gòn bây giờ là 4:30, gần 5 giờ, hơn 4:30 rồi. Và ở đây có cái building rất là lớn. Building này của tập đoàn điện lực EVN. Và chúng ta nhìn xa xa một cái bầu trời xám xịt. Ở đây thì có giao lộ đường Lý Văn Bích nè, đường Ba Vân bên tay trái, Lý Văn Bích bên tay phải, rồi thẳng luôn rồi nếu mình đi, đường Âu Cơ. Nếu mình đi đường Lý Văn Bích mình sẽ ra Đầm Sen luôn đó. Thẳng ra Đầm Sen, thẳng ra khu Tân Phú. Ở đây là quận Tân Phú giáp ranh với quận 11. Có lẽ chút xíu nữa là trời sẽ mưa đó, nhưng mà không biết có mưa có lớn hay không. Ở đây mình thấy bầu trời không được đẹp cho lắm, hơi tối tối. Sài Gòn lúc nào cũng thay đổi thời tiết. Dọc hai bên đường mình thấy bán hải sản rất là nhiều ha, bán cua, ghẹ, rồi cá giá rẻ nữa. Thì khi có rất là nhiều bạn review ở khu đường này. Và tối quá, không biết bà con xem có rõ hay không. Bán nhà mặt tiền 1154 Bà Hôm, gần tên lửa, 237 mét vuông, 65 triệu mét vuông, mười mấy tỷ. Chúng ta đi qua đây là giao lộ Trương Công Định và Âu Cơ.
Ồ, mới nãy mình thấy còn trời còn sáng sáng bây giờ tối thui luôn hả? Do mây đen che phủ, trời chuẩn bị chuyển mưa rồi. Ở Sài Gòn trời chuyển mưa buồn lắm, nhìn những cái hình ảnh nó tối tối, nó làm cho mình muốn đi ngủ. Bò né ba ngon, khuyến mãi Coca, bò quanh lửa hồng, ở đây thì đồ ăn rẻ, thấy những cái hàng quán bình dân rất là nhiều luôn. Có chợ trời nữa. Bún măng vịt, cháo gỏi vịt Quảng Ngãi. Và ở đây có cái mò rất là lớn nè. Đây là chung cư Oriental Plaza. Có mấy lốc chung cư luôn. Ở đây có siêu thị điện máy Nguyễn Kim, rồi siêu thị Big C, và những cái building này cũng có những cái căn hộ trong đó. Và nơi đây là giao lộ của đường Nguyễn Hồng Đào và Âu Cơ. Đường Nguyễn Hồng Đào đây, theo thẳng đường Nguyễn Hồng Đào thì chúng ta sẽ ra chắc có lẽ là con đường Bào Cát. Tại vì em cũng không rành đường ở khu này cho lắm nên thành ra có sai sót bà con thông cảm. Ở trên cung đường này em biết ở khu vực quận 11 có một cái quán hủ tiếu cũng rất nổi tiếng, đó là hủ tiếu Nhân Quán. Nhưng mà ở khu vực Tân Phú này thì thỉnh thoảng em mới đi ngang thành ra không có biết nhiều những cái hàng quán ở đây để gửi bà con cô bác. Sài Gòn thì quán ăn rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cảm thấy cái quán nào nó hợp khẩu vị, quen miệng thì mới ăn được, còn không thì khó ăn. Ở đây bán đồ chơi, đồ chơi 39.000, rất là nhiều, đồng giá 39.000. Và buổi chiều giờ tan sở, xe cộ rất là đông, đặc biệt con đường Âu Cơ này là vua kẹt xe. Buổi chiều mà nói đi Tân Phú hay là đi Tân Bình là thấy hơi bị mệt. Em thì ít có dịp đi ra ngoài nên thành ra lâu lâu mới đi, rồi sẵn chia sẻ bà con số hình ảnh đi tới đâu chia sẻ tới đó, nên thành ra những cái video của nó không có liên tục. Ví dụ như đi Tân Bình thì phải đi xuyên suốt Tân Bình để bà con mình xem cho nó rõ hơn và hiểu rõ hơn về khu vực Tân Bình. Nhưng đằng này em lại đi tiện đâu quay đó, rồi nên thành ra nó không có được xuyên suốt á, bà con thông cảm. Em có thấy xe này là xe túc túc, xe chở hàng thay cho chiếc xe ba gác ngày xưa ở Sài Gòn. Xe này cũng là ba bánh. Hồi xưa thì xe ba bánh, xe ba gác nằm ở cái máy nằm ở sau, còn ngày nay thì xe này cái máy nằm ở trước, chuyên chở hàng, chở cây,
chở vật liệu xây dựng rồi đó. Đi vô những con hẻm nhỏ nhỏ nó sẽ tiện hơn. Đây là giao lộ Hội Ngọc Hầu. Gần đây thì có cái chợ Bầu Cát. Ngày xưa con đường này bụi dữ lắm, trưa nắng là bụi à. Trời mưa thì cũng đỡ, nhưng mà mình nghĩ theo chiều hướng tích cực vậy thôi, chứ mưa thật ra bà con bán hàng cũng rất là khó khăn. Ở đường kênh Tân Quá này, ngày xưa con đường này là cái con kênh, rồi sau đó lắp lại rồi mới thành con đường. Bây giờ đường thủy hầu như không còn sử dụng ở Sài Gòn nhiều nữa, ở Việt Nam nhiều nữa, nên thành ra có một số phương tiện bằng đường thủy ngày xưa đó, họ bây giờ cũng cất không xài nữa, không phù hợp. Hồi xưa từ Sài Gòn đi về các tỉnh miền Tây đa phần là đi hồi xưa là đây hồi trước năm 75 là thêm tìm hiểu thì đi bằng tàu bè để vận chuyển hàng hóa là chính. Ồ, Sài Gòn tối quá. Cái camera này nó cũng ngộ, tối là hình nó sẽ bị nhẹ nhẹ rung, nên khuyết điểm của Google 7 là như vậy nha. Chúng ta đến đây là cái vẫn là cung đường Âu Cơ, cung đường Âu Cơ rất là dài. Ở đây là có cái tiệc cưới Diamond Plaza, ở Diamond Palace. Khung cảnh thì tối mà bầu trời thì sáng sáng ở cuối chân trời, chúng ta nhìn thấy hơi khó chịu chút. Ở đây mưa là bị ngập, mưa lớn là ngập, mưa nhỏ thì đường dơ. Đây là giao lộ Hoàng Việt với lại Âu Cơ. Đây mà chúng ta từ đầu đường Âu Cơ mà đi về đến trung tâm Sài Gòn chắc cũng cỡ gần 1 giờ đồng hồ. Từ vì cung đường này nó vừa nhỏ mà nó vừa lại dễ kẹt xe nữa, thành ra ta di chuyển không có nhanh được. Định dẫn bà con đi suốt con đường này nhưng mà có lẽ trời tối quá, cái hình ảnh kẹt xe phía trước rất là nhiều rồi, nên thật ra chắc em xin tạm dừng video tại đây ha. Hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo, để một xíu nữa em đi coi có gì hay hay em quay tiếp, chứ giờ hình ảnh nó tối quá rồi bà con lại xem nhức đầu. Đây là giao lộ Lê Ngã với Âu Cơ. Rồi, thông qua video cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Để tiện việc theo dõi thì các anh chị bạn có thể nhấn đăng ký và nhấn hình cái chuông ngay ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục xem những video này rồi ngày mai ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.
chợ Nhật Tảo và bên tay trái là sân vận động Thống Nhất. Và thẳng hướng này chúng ta đi ra đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là giao lộ Nguyễn Kim và Hòa Đảo. Nhiều luôn, mưa quá trời mưa rồi con ơi. Wow. Lúc nãy chúng ta đi đường Âu Cơ và bây giờ bắt mưa rồi. Bây giờ đi, xin chào và hẹn gặp lại.